Video hôm nay mình sẽ trả lời bình luận của các bạn phần số 52 ha. Bạn nào quan tâm đến những số trước các bạn có thể xem lại mình đã để chung một cái danh sách phát để các bạn tiện theo dõi ha. Đến với bình luận đầu tiên là của bạn Đức Hoàng Minh. Em có mua một con iTel 9200 4G mà khi lắp thẻ nhớ vào nó báo No SD Card. Vậy thì khắc phục như thế nào vậy anh? Thì trường hợp này em nên thay thử một cái thẻ nhớ khác vào nếu có ha. Có thể là cái thẻ nhớ này nó đã bị hỏng hoặc là nó bị dơ bị bụi gì đó em có thể lao các cái chân tiếp xúc trên bề mặt của thẻ nhớ ha hoặc có thể bỏ cái thẻ nhớ này qua điện thoại khác xem có nhận được hay không mà tốt nhất là nên có cái thẻ nhớ khác để bỏ vào tại vì cái điện thoại mà mới mua thì ít khi nào mà nó hỏng cái khe cắm thẻ nhớ lắm còn nếu trường hợp đã thay thẻ nhớ khác vào rồi mà nó vẫn bị lỗi này á thì chúng ta phải tiến hành đưa lên hãng bảo hành thôi đến với bình luận tiếp theo là của bạn linh vương Nokia E5 có sạc được qua cổng USB không bạn là được bình thường nha bạn Nó vừa sạc qua cổng chân kim mà vừa sạc được qua cổng micro USB nữa Cho nên là khi mà các bạn cắm nó vào máy tính mà làm một cái thiết bị modem 3G á, Thì nó sẽ tự động dùng cái nguồn của máy tính để sạc cho nó luôn Nhưng mà sạc qua micro USB thì nó sẽ chậm hơn sạc chân kim nha Đến với bình luận tiếp theo là của bạn MVC Mosh bạn ơi Nokia 6300 4G nó có mấy khe sim có 4G bạn là cả hai khe sim của nó đều hỗ trợ mạng 4G nha bạn. Hầu hết tất cả những chiếc điện thoại hai sim của Nokia có trang bị 4G thì cả hai sim đều có kết nối 4G luôn. Nokia 215 cũng vậy. Bình luận tiếp theo là của bạn Hoàng Lê. Ad ơi, bạn cài thử bản firmware mới nhất V6.7 đi rồi review ạ. À. Tức là sẽ có một số bản mod" cho cái Nokia C7 này và cái bản mới nhất hiện tại là V670 ha về cái phim qua này mình thấy nó không phù hợp với thị trường Việt Nam nha Thứ nhất là nó không có tiếng Việt nè Ngoài ra cái cách thức sử dụng của nó mình cũng không thích bằng cái giao diện gốc của Nokia nữa Cho nên là bạn nào muốn cài đặt thử thì các bạn nên cân nhắc Còn Nokia C7 của mình thì hiện tại à, sau thời gian vọc vạch và tháo ra tháo vô thì hiện tại nó đã hỏng rồi ha Đến với bình luận tiếp theo là của bạn Kỳ NG mình nhận hàng mà lỡ bấm xác nhận rồi hoàn tiền sao ạ? À? Thì trường hợp này mình đã làm rất là nhiều video nói về cái việc này rồi ha nhưng mà đầu năm mới 2023 thì mình cũng sẽ nhắc lại một lần nữa để trong năm nay các bạn mua cũng cần phải chú ý ha. Khi mà các bạn nhận hàng ở trên Shopee hay là Lazada, các bạn khoan bấm nút đã nhận hàng mà chúng ta phải dùng thử trong thời gian 3 ngày đối với hàng thường và 7 ngày đối với shopee mall ha để xem là hàng có bị lỗi hỏng hóc gì không rồi mới bấm đã nhận hàng nha nếu các bạn không bấm thì đúng thời gian thì shopee cũng sẽ tự động hoàn tất cái quá trình này thôi cho nên là chúng ta không có cần phải gấp gáp gì hết nha Đến với bình luận tiếp theo là của bạn Bùi Dương Không lắp sim được à anh Tức là mình vừa lên cái video về cái chiếc đồng hồ thông minh ha Có khả năng nghe gọi Và cái khả năng nghe gọi này là khi mà cái nó kết nối bluetooth với lại smartphone á Thì nó sẽ liên kết và gọi ở trên smartphone nha Chứ nó không thể nào mà gắn cái sim vào trong để gọi riêng biệt được ha Còn có một số mẫu đồng hồ của Mattel dành cho trẻ em á Thì nó có khả năng gắn sim 4G luôn có thể nghe gọi trực tiếp ở trên đồng hồ luôn nhưng mà Tất nhiên là cái thiết kế cho trẻ em thì nó không phù hợp với người lớn rồi Nếu mà mua cho trẻ em thì dùng được ha Và hiện tại cái mức giá cũ của một số cái đồng hồ đó cũng rất là rẻ Bạn có thể tham khảo nha Bình luận tiếp theo là của bạn Hưng Đoàn phát wifi được không bạn bạn đang hỏi về Nokia 254 g thì nó không phát được wifi ha còn nếu mà bạn muốn phát wifi thì các bạn phải mua những cái thiết bị mà có hệ điều hành cao hết ví dụ như là 63004 g hoặc là IT9200 4G ha thì những cái thiết bị này mình đã làm video rồi bạn quan tâm các bạn có thể tham khảo ha bình luận tiếp theo là của bạn Nam Mê dán keo 502 dán màn hình được không anh thì mình khuyên các bạn là không nên dùng keo 502 để dán màn hình ha thứ nhất là cái tốc độ khô của keo 502 này rất là nhanh cho nên khi mà chúng ta không kịp mà định hình cái màn hình với lại cái thân máy thì có thể là keo đã khô rồi thì chúng ta mất công vệ sinh nữa và khi keo khô sẽ rất là cứng và tháo ra rất là khó khăn ha và cái keo này nó khô thì nó cũng có một cái độ cọ một cái độ dày nữa cho nên là mình nghĩ tuyệt đối không nên dùng keo 502 để dán màn hình nha thì đây vẫn là suy nghĩ của mình thôi còn cái quan điểm của các bạn thì sao các bạn hãy bình luận phía bên dưới video ha biết đâu các bạn có nhu cầu dán là lại cho chắc rồi xong rồi để sử dụng luôn và không có nhu cầu tháo ra nữa thì à, cái đó mình không biết được bình luận tiếp theo là của bạn Khải xin Linh mua ở 72 với ạ à, thì link mua của cái sản phẩm Nokia cổ á, mà cái sản phẩm mà ok á, thì mình đã để phía bên dưới phần mô tả ha các bạn cứ nhấp vào cái trang web rồi các bạn tham khảo về cái mức giá và cái hình thức bảo hành để xem là có phù hợp với nhu cầu của các bạn hay không. Đây không phải là những cái điện thoại rẻ nhất mà mình đã từng làm video ha nhưng mà những cái link mà mình để dưới phần mô tả là những thiết bị có thể gọi là ổn nhất ở trong tầm giá các bạn có thể tham khảo ha. Tại vì đôi khi mà các bạn mua những thiết bị Nokia cổ mà mức giá rẻ quá thì có thể là cái nguồn hàng nó cũng không có nhiều nè ví dụ như cái người dùng ta đăng lên ta bán có một hai cái thôi thì nó cũng không có nhiều ngoài ra nữa thì nó sẽ bị một số cái khiếm khuyết ví dụ như là nó quá cũ hoặc là nó sẽ có một số lỗi hỏng hóc nào đó cho nên là khi mà mua những thiết bị Nokia cũ thì các bạn cũng không cần phải chọn những thiết bị quá rẻ đâu mà các bạn nên chọn một cái thiết bị có mức giá phù hợp và cái hình thức của nó gọi là ổn nhất trong tầm giá ha rồi đến với bình luận tiếp theo là của bạn khuyên Oppo cái này là mình tải trước ứng dụng chứ em đây lỡ xóa rồi mà làm theo anh chắc ông cố nội nó cũng không quét được là trong video này thì anh sử dụng thiết bị là realme ha và anh đã xóa tin nhắn trước khi tải ứng dụng này và rất là nhiều bạn comment ở dưới phía dưới cái video này thì nhiều người cũng đã làm được và trong đó sẽ có một số người cũng không làm được thì nó sẽ tùy theo thiết bị ha thì cái này thì nó cũng hên xui thôi cho nên là khi mà chúng ta lỡ số tin nhắn mà muốn xem lại thì cứ làm theo video càng nhanh càng tốt nha bình luận tiếp theo là của bạn FRIZZ em vừa mua C5 gạch 00.2 mà tải gì ấn vào cũng không được thì không biết ở đây em muốn tải cái gì ha. Ví dụ như em tải ứng dụng ở trên store của nó thì hiện tại store của nó đã không còn hỗ trợ rồi và hình nền hay là những các dịch vụ liên quan của Nokia dành cho cái chiếc Nokia C5 này đã không còn được hỗ trợ ha. Cho nên cái thứ mà em tải duy nhất hiện tại là em có thể vào cái trình duyệt của nó để tải về phiên bản Opera Mini và từ Opera Mini thì các em có thể lên và tải về game Java thôi. Còn những cái game SIS hay là những cái tập tin khác thì em chỉ có thể dùng smartphone hoặc là máy tính tải về, sau đó chúng ta có thể gửi qua Bluetooth hoặc là chép qua cái cổng USB cho nó thôi ha. Bình luận tiếp theo của bạn Lâm Tùng Anh ơi 3G này là 3G có sẵn hay phải đăng ký không ạ à? Tức là bạn đang hỏi về cái việc mà trang bị 3G ở trên Nokia 2730 ha Thì 3G này là 3G Tức như là trong điện thoại nó có sẵn anten 3G ha. Nhưng mà em phải sử dụng sim 3G và cái sim này phải đăng ký một cái gói data thì chúng ta mới có thể sử dụng được các dịch vụ của 3G. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì chắc chỉ có thể dùng sim Mobi thôi để lướt web qua Opera Mini thôi ha. Còn nếu cái 3G của nó là 3G thường chứ không phải là 3.5G cho nên gắn sim Viettel vào chúng ta sẽ không thể lướt web ở trên chiếc điện thoại này được đâu nha. Bình luận tiếp theo là của bạn Kiên Nguyễn 63004G có hay bị duplex không ạ? À? chứ em xài rất hay bị cảm giác khó chịu còn lát nữa thì trường hợp cái 63004G mà anh đã từng làm video thì lát là có ha thiết bị nào của KOS thì nó cũng bị lát hết còn cái trường hợp mà triple tức là nhắn một cái thành hai cái thì chưa gặp. Có thể là nó xử lý chưa kịp mà em thao tác nhanh quá nó mới tạo ra cái hiện tượng đó thôi. Còn mà lát mà giống như cái tình trạng mà bị kẹt phím thì anh chưa gặp cái tình trạng này ha. Còn bạn nào có gặp cái tình trạng nào như vậy rồi thì các bạn có thể bình luận phía bên dưới video để các bạn khác cùng tham khảo. Bình luận nhỉ? tiếp theo là của bạn Trần Nam. Anh ơi, sao con ơ 72 của em cài Opera 7.1 xong nó cứ bảo lỗi chứng chỉ hết hạn nên không cài được mong anh giải đáp rồi mình sẽ làm một cái video chi tiết về cái việc mà cài Opera Mini bản Java và bản SIS trên O72 và những thiết bị Nokia cổ khác trong năm 2023 này và cái video tiếp theo sẽ là video đó ha cho nên cái thời lượng của video này sắp hết rồi mời bạn tham khảo cái video tiếp theo